xin chào các bạn. Video hôm nay mình xin dành tặng cho các chị em văn phòng trước ngưỡng cửa U27, mong muốn được tự do về tài chính, độc lập kinh tế và có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân và cho gia đình. Hãy xem hết video này nhé. Chắc chắn các bạn sẽ bỏ túi được vài điều hay cho sự đột phá của bản thân trong thế kỷ 21. Giới thiệu, mình là Hòa, mẹ của bạn Tony gần 2 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm công việc kinh doanh online tại nhà. Trước đây thì mình có làm nhân viên văn phòng tại khách sạn 5 sao, cũng khá là nổi tiếng. Thì công việc của mình đòi hỏi nhiều thách thức và nỗ lực. Mình cũng đã phát triển được bản thân và học hỏi được rất nhiều từ công việc này. Tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi được những cái lúc mà mình cảm thấy là khó khăn và chán nản. Có phải chị em đang nghĩ là lương nó không tương xứng với sức lao động mà mình bỏ ra? Mình đi làm siêng năng, chịu thương, chịu khó, làm thêm giờ để tạo nên năng suất và hiệu quả cao trong công việc. Tuy nhiên thì lương của mình ngày qua ngày vẫn đều như là bắp. Và nhiều chị em lại nghĩ là thôi mình làm nhiều làm gì, làm nhiều cũng có bấy nhiêu thôi, thì sinh ra tính ỷ lại và chây ì. Rồi đi làm thì phải giao thiệp và giao tiếp với mọi người, những buổi liên hoan hội họp quanh năm suốt tháng thì cũng rất là tốn kém. Cuối tháng lãnh lương ra thì mình thẳng tay mua sắm những cái món mà mình yêu thích, từ những cái món mỹ phẩm hay là áo quần đắt tiền, rồi có khi qua hết một tuần thì lương đã gần cạn. Mình đi làm, mình phát triển bản thân, dĩ nhiên là cái nhân hiệu của mình trong cái nơi mình làm việc nó cũng có phát triển đôi phần. Tuy nhiên thì rất ít người biết khai thác cái nhân hiệu của mình để tạo thêm cho mình một cái nguồn thu nhập khác. Và rồi sau bao nhiêu năm nhìn lại thì những cái gì mình có nó chỉ nằm gói gọn trong quyển sổ bảo hiểm xã hội mà không có một cái khoản tiền nào dư ra để dành cả. Rồi khi bạn lập gia đình, rồi có con cái thì rất là nhiều chi phí phát sinh. Và bây giờ thì dịch Covid ập đến, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Vậy bạn ơi, bạn không còn an toàn trong cái vùng an toàn của bạn nữa đâu. Hãy mạnh dạn bứt phá để đạt đến những cái ước mơ mà bạn mong muốn. Và mình xin gửi đến bạn 3 lời khuyên hữu ích trong thời điểm mà bạn đang còn làm ở văn phòng nhé. Thứ nhất là hãy tranh thủ trong cái giai đoạn mà bạn đang còn làm để lên kế hoạch cho một cuộc khởi nghiệp. Thời thế đã thay đổi rồi, công việc hiện tại mà bạn đang làm chưa biết là nó sẽ tồn tại đến bao lâu. Bạn hãy học cách làm tự chủ về thời gian, tự chủ về tài chính và đạt được những cái ước mơ của bạn. Sau này, hãy chọn cho mình một người thầy với tư duy đúng trong cái con đường khởi nghiệp. Có thể bạn sẽ phải trả phí, nhưng mà cái phí này có thể rẻ hơn so với thời gian và mất mát mà bạn có thể có khi mà bạn khởi nghiệp. Suốt quá trình 5 năm học đại học hoặc là 2 năm đầu học việc thì đó cũng chẳng phải là thời gian bạn phải học trước khi bạn làm sao. Thì bây giờ khi bạn chuyển qua một cái lĩnh vực mới, bạn cũng cần phải học. Bạn phải làm chủ được tư duy. Tư duy đúng nó là điều tiên quyết khiến 50% cái sự khởi nghiệp của bạn thành công. Tư tưởng không thông thì vác cục bông cũng nặng. Vì vậy, hãy chọn cho mình một người thầy phù hợp, đúng đắn. Thứ hai là hãy lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp. Thì trong cái thời buổi ngày nay có rất là nhiều sản phẩm như là mỹ phẩm, thời trang, bảo hiểm nhân thọ, bất động sản, rất là nhiều. Thì bạn hãy chọn cho mình một cái mảng mà bạn thật sự đam mê và cống hiến hết mình. Bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm với tiêu chí là nhu cầu sử dụng cao, ít rủi ro và không có tốn những cái khoảng thời gian như là đóng hàng, gửi hàng hoặc là ôm vốn, tồn vốn. Tuyệt vời hơn là bạn nên tận dụng những cái sự năng động, sự nhiệt huyết và sự sáng tạo trong lúc mà bạn đang còn làm nhân viên văn phòng để tạo ra được cho mình một cái sản phẩm số nhằm giúp ích cho một cái nhóm đối tượng nào đó trong xã hội. Chắc chắn cái sự khởi nghiệp của bạn sẽ nhanh thành công hơn những cái lĩnh vực khác. Và điều thứ ba mình muốn khuyên các bạn là hãy tìm cho mình một cái cộng đồng, một cái nhóm người có thể học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì trong cuộc đời con người có ba cái điều quan trọng, ba cái sự quan trọng, đó chính là người thầy tốt, quyển sách tốt và nhóm bạn tốt. Thì cái nhóm bạn này nó sẽ giúp cho bạn tạo được cái động lực để phát triển mỗi ngày. Khi mà bạn khó khăn hay là cần sự giúp đỡ thì sẽ có những cái người ở bên hỗ trợ,
chia sẻ và giúp đỡ cho bạn. Dĩ nhiên bạn cũng là người hỗ trợ và chia sẻ giúp đỡ cho ai đó khi mà người đó cần bạn. Đây là một cộng đồng giúp cho bạn liên tục phát triển bản thân và tạo động lực cho mình. Thì cái nhóm này nó phải đảm bảo các tiêu chí như là luôn luôn có năng lượng, tích cực, hỗ trợ và nhiệt tình. Suy cho cùng thì bất kỳ công việc nào thì cũng đều là có cái thu nhập nó tương ứng với cái giá trị mà bạn tạo ra và trao đi cho mọi người. Vậy thì tại sao bạn không tận dụng những cái gì mà bạn đam mê, những cái sở thích của bạn để tạo nên cho bạn cái giá trị, cái thu nhập tương xứng? Và bây giờ cái thời điểm mà Covid ập đến, nó cũng là cơ hội để bạn nhìn nhận lại, rà soát lại bản thân và dám đột phá, bứt phá lên, phát triển những cái tiềm lực của bản thân để tạo nên cho mình một cái bước tiến mới trên hành trình phát triển của mình. Hiện tại thì mình đang kinh doanh cái sản phẩm đó là app giáo dục cho trẻ từ 0 đến 12 tuổi. Nếu như chị em nào quan tâm đến công việc này thì có thể liên hệ với mình để mình chia sẻ nha. Nó rất là dễ làm và có nguyên một cộng đồng để hỗ trợ chị em mình trong những cái giai đoạn đầu khi mà mới bắt tay vào công việc. Video hôm nay mình xin dừng tại đây. Nếu chị em thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy like và share ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!